You look like a real superhero. Can you fly? So you want to be a little baby again? I've got to eat you. No! Are they colors? Yeah! I told you, they're coming out. Huh? Càng lớn lên ấy, thì cái thời gian chúng ta suy nghĩ về tương lai nó sẽ càng ít đi. Và chúng ta dành nhiều thời gian hơn để sống trong hiện tại và suy nghĩ về những điều đã xảy ra trong quá khứ. Và khi chơi đùa cùng lũ trẻ thì có chăng đấy là những cái lúc mà mình chợt nhận ra mình cũng đã từng có một tuổi thơ như vậy. Making jelly? What you guys making? Thank you. Okay. Và cứ mỗi lần mình nghĩ lại những cái cảm xúc đó, cứ mỗi lần mình nhớ lại những cái kỷ niệm hồi nhỏ như vậy, mình lại nhìn lại chính những đứa con của mình và mình tự nhủ rằng mình sẽ cho chúng nó một tuổi thơ đẹp nhất. Và mỗi mùa hè đến chính là cái mùa để tạo ra những kỷ niệm mãi mãi không bao giờ quên trong chúng nó. Cho sữa vào nhá. Cái màu đỏ này là mình cho với nước siro dâu đấy. Yummy yummy. When it's cooked, it'll be like round. Don't you know that? Mẹ mà nó phải tròn bây giờ mẹ muốn làm là mẹ. Mẹ làm mãi sẽ được tròn lắm nên là mình kệ. Không có thích đâu. Đâu đúng lại tròn đâu. Mẹ cho mẹ xem nào. Lắm ơi, vào đây xem cái hột này nó nổi lên con này. Và việc dành thời gian cho con cái, nó cần phải có sự nỗ lực. Mọi thứ đều đến từ nỗ lực của chính bản thân mình và bắt đầu từ việc tự nhận ra tầm quan trọng của việc luôn luôn ở đó, luôn luôn ở hiện tại, luôn luôn sát cánh cùng những bạn nhỏ. Hay đơn giản chỉ là cùng nhau nấu một món ăn. Mình biết là các bạn ấy sẽ làm hỏng món ăn đấy, thế nhưng các bạn ấy đang học. Cũng chính như mình vậy, mình cũng đang học để làm phụ huynh, cũng đang học để làm bố, làm mẹ. Ví dụ bảo con đi học, con thấy chị nó ở nhà, con không đi, con khóc, con không đi, thì mẹ còn lôi ra để làm bằng chứng. Đứng đây mẹ nói chuyện, đứng vào chỗ này. Con có muốn ở nhà với chị Nấm không? Không. Nghỉ hè với chị Nấm không? Có. Rồi nếu như mà muốn nghỉ hè cùng với chị Nấm thì ở nhà phải tự giúp ăn cơm. Đúng rồi, tiếp thêm một điều thứ hai, khi mà trường của con sẽ học sớm hơn trường chị Nấm khoảng 2 tuần. Nếu cô giáo gọi con đi học, mẹ bảo là bác ơi, cô giáo gọi con đi học này, thì bác có đồng ý đi học không? Và chị Nấm vẫn được nghỉ, con có ở nhà với chị Nấm không? Có khóc không? Nhớ nhá. Cô không nghỉ chưa? Không, không phải đi học luôn. Hết thời gian nghỉ thì đi học. Đúng rồi. Mà không khóc. Không được không nhỉ? Không nhận ngứa. Rồi, ngứa. It's cold. I can't drink it. Go back and back and back. Đôi khi chúng ta có thể tức giận quá, đôi khi chúng ta có thể thể hiện cảm xúc hơi thái quá. Nhưng hãy luôn nhớ rằng sau này nhìn lại, con sẽ cảm thấy biết ơn vì những nỗ lực mà mình đã dành cho con. Yeah. Challenge. Yeah. What is the water today? It's sunny. Weather forecast. What's the forecast, lady? Báo thời tiết. Dự báo thời tiết. How do you know? Đúng rồi. 9:20. 9 giờ kém 20 phút. Mà 15 phút nữa lại là 10 giờ. Cộng như nào vậy? Con có biết cộng không? Đi ra cộng 15 phút nữa đến như thế nào mà 15 phút nữa? Con làm nhanh lên ra đây. Lại bắt đầu học lớp rồi. Every time mom tries to teach Annie about the time, like how to read the time on the clock. So it's always dramatic like this. Don't eat me. Why did you get up on my lap? I've got to eat you. No. So why did you get up here? Didn't you want me to eat you? No. So get down. No? You want me to eat you for sure?
And what do you want me to do? To what? No. In the tummy? Yes. I can't. And here. So you want to be a little baby again? Not little baby. I'm pregnant, Annie. I'm having a baby. When I give birth to the baby. Những bộ óc đang say mê tìm tòi những điều mới lạ sẽ không bao giờ được lấp đầy nếu chúng ta không tìm ra cách để chúng được tự do thỏa sức sáng tạo. Đơn giản như là việc tìm tới một cái máy in. Trong nhà mình thì có hai cái máy in, một cái máy in đen trắng và một cái máy in màu. Cái máy in đen trắng thì nó khá là kinh tế và nó kích thích sự sáng tạo của các bạn nhỏ, bởi vì là khi mình in ra màu đen trắng thì các bạn ấy được thỏa sức tô màu và trao cá tính cho mỗi nhân vật. You want me to tie it a little bit? Yeah. So that you can put on the mask. Okay. Oh, this one looks like a the pair of glasses. Now, put on. Is it too tight? Oh! Wow! You look like a real superhero. Can you fly? Try. Uh-huh. I am the one who actually helped. Help, oh, you help cut? Yeah. What did you say to him? I help cut everybody. I am a good sister. Okay. Give me one star. When you do good things, don't just ask for flowers and stars. Mình mới dùng cái màu của máy in được có vài tháng là nó hết à. Và nó chi phí khoảng gần 1 triệu cho hai cái hộp màu mới. Thì mình tìm hiểu thì mình biết là có một số cách để nhét cái hộp màu bên ngoài, giá chỉ có vài chục ngàn, vào trong cái in máy in đó. Và mình thực hiện cái thử thách đó là chế lại cái máy in màu này để có thể in được nhiều bức ảnh hơn. Mới đầu mình tưởng là làm có 15-20 phút là xong à. Như trên mạng người ta nói người ta làm nhanh lắm, thợ làm nhanh lắm. Nhưng với mình, người không chuyên, chỉ là một người bố, gần một ngày để có thể hoàn thành cái công việc đó. Thế nhưng mà tụi nhỏ khi nhìn thấy mình nỗ lực đến như vậy, thì các bạn ấy thật sự rất khâm phục. Huh? Ah, so change. Get the other one. Get the other cucumber. Guys are helping. Thank you. Thank you for helping. You're great kids. I want to fix that color printer for you. What? It's a printer with colors. I can print out pictures with colors. Yeah. Just great that you could help. Thank you. Watch out, huh? So these would be the best cucumbers of all life. With help from kids. Summer. When we're all done with that one, we'll eat it right. Okay, that would be great for us. That is a great thing. Yep. I'll always do that. Thank you. One, two, three. Now print. Print. Is there something missing? Nothing. Did I mess up with something? Yeah, this time. Wow. Are they colors? Yeah! I told you, they're coming out!
There will be more colors soon. Just wait for the ink to come out. Put this back in. We'll do another test. So we'll call... you don't know it yet, so... Wait. Okay. Are there more colors? What? How about this? I have a surprise for you guys. What are you doing over there? Hả? Chỗ 2 của bạn. The ball? But how did you learn the word normal? You said like that. I just said one time. Not you. I know. You know it? Clever kid. I want to eat you. Mình nghĩ chỉ vậy thôi cũng đã đủ để mình biết là cái thời gian mình dành cho con đã thực sự hiệu quả hay chưa. Và mình nghĩ là tụi mình đã sẵn sàng cho mùa hè sắp tới. Xin cảm ơn anh chị các bạn đã đón xem Any Fan. Hẹn gặp lại trong một video tiếp theo. Bye bye.